Xin chào các anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo là bài số 7. Bài số 7 thì với tiết tấu là móc đơn, có nghĩa là hai nốt móc đơn này sẽ là một phách, là một đập chân chúng ta. Chúng ta đập chân nốt đầu tiên nãy giờ, nốt thứ hai chúng ta dở lên, nốt thứ ba chúng ta đập chân xuống. Đây là phách 2. Rồi nốt thứ tư chúng ta dở lên, nốt thứ năm chúng ta đập xuống là phách thứ ba. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là mì, sòn, si, mí, si, son. Sau qua ô nhịp mới là, sòn, si, mí, si, son. Rề, sòn, si, mí, si, son. Là, sòn, si, mí, si. Đó, chúng ta đã hết cái hàng đầu tiên. Thì anh chị em thấy là ở trong hàng đầu tiên nè, có cái nội dung gì thấy nó đặc biệt không? Nhìn kỹ coi. Son si mí si son. Đó, trừ nốt bát ra, trừ nốt đầu tiên ra, từ nốt thứ hai trở đi. Đó, trừ nốt đầu tiên ra, từ nốt thứ hai đi, nó giống nhau y chang thấy chưa? Là son si mí si son thấy chưa? Son si mí si son. Đó, khác, chỉ khác ngón cái thôi, ngón P đó. Nốt ngón P sẽ lần lượt là nốt mì nè, nốt la nè, nốt rê nè. Đó, nốt là, thấy chưa? Còn các nốt sau giống nhau, tương tự như vậy anh chị em sẽ đàn là rê, son, si, mí, si, son, là, son, si, mí, si, son, mì, son, si, mí, si, son, mì. 2 3 hết bài. Cách tập là anh chị em nhớ là tập đọc nốt nhạc cho nó rõ và đàn tốc độ chậm thôi. Tập đọc nốt nhạc, sau khi mình quen rồi, con mắt mình nhìn nốt nhạc được nhanh rồi, thì anh chị em nhìn bài tụng đàn mẫu và anh chị em tập theo. Rồi có nội dung nào chưa hiểu thì anh chị em nhớ là phản hồi lại Tùng để Tùng sẽ giảng lên anh chị em nhé. Rồi xin chào anh chị em. Bài số 7. 1 2 3 mì son si mi si son la son si mi si son re son si mi si son la son si mi si son re son si mi si son la son si mi si son hết.